Vụ tràn bùn thải titan tại Bình Thuận đã xảy ra một tháng qua, nhưng việc khắc phục ô nhiễm môi trường và đền bù thiệt hại cho người dân tiến hành rất chậm. Chính phủ đã có văn bản đề nghị tỉnh Bình Thuận tiếp tục giám sát hoạt động khắc phục hậu quả. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Bình Thuận, thì phía Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản và Thương mại Bình Thuận, nơi để xảy ra vụ tràn bùn thải titan ngày 18 tháng 11 tại xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam, đã đền bù thỏa thuận xong đối với hộ dân có xe máy bị bùn cuốn trôi, gặp chủ đầu tư dự án du lịch Tiến Phú để thỏa thuận xử lý ảnh hưởng lớp bùn đỏ, hỗ trợ người dân nạo vét bùn đỏ và xác minh thiệt hại bồi thường. Tuy nhiên, các hộ dân bị thiệt hại phản ánh cho đến thời điểm này chưa có ai nhận được đồng tiền bồi thường nào. Ông Võ Tấn Minh bị bùn đỏ tràn vào ao cá và đất trồng điều khoảng 1 hecta, cho biết ông yêu cầu công ty bồi thường 300 triệu đồng. Chính quyền địa phương đến ghi nhận nhưng một tháng qua chưa thấy ai đến bồi thường hay thương lượng gì. Theo ghi nhận của chúng tôi, việc khắc phục hậu quả, phía công ty chỉ mới cho đổ đất lên lượng bùn đỏ tồn đọng ở khu vực ven đường nhựa, sau đó trồng cây dương lên. Còn lượng bùn đỏ trong các vườn nhà dân nằm sâu ở bên trong vẫn còn để nguyên, đọng thành từng bãi đầm lầy. Sau khi nhận được báo cáo của tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương khắc phục sự cố bùn đỏ, điều tra trách nhiệm, đền bù cho những đối tượng bị thiệt hại, tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động khai thác khoáng sản tại địa phương để đảm bảo an toàn hiệu quả.